rồi, ok, ngã Vành Đai, ok. Thì tớ gọi cho cảng vụ, tớ báo điều kiện là tớ thế này thế kia. Hai lần nhờ cảng vụ cũng cả vậy, nhưng cảng vụ nói là bây giờ tôi không biết, cứ cái giấy phép của anh xin như nào thì mà anh ở ngoài cái tuyến luồng từ Strategic Marine mà ra vào không.